Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn trên tay một chiếc máy rất là mới và đặc biệt từ nhà Samsung, đó chính là Samsung Galaxy Z Flip. Đây là một chiếc máy có thể gọi là ra sau chiếc Fold nhưng không phải là thế hệ sau của Fold các bạn nhé. Và chiếc máy này vẫn có cơ cấu gập và lần này sẽ là gập ngang thay vì việc là gập dọc giống như là ở trên chiếc Samsung Galaxy Fold. Rồi, bây giờ thì mời các bạn mình bắt đầu video để tìm hiểu về chiếc máy này và mình là Công tới từ ReviewOS. Có thể là thời điểm bây giờ các bạn đã xem rất là nhiều bài trên tay với chiếc máy này rồi, nên là mình muốn đi đến một số những cái chi tiết mà nó hơi sâu một chút về chiếc máy này thay vì việc là nêu ra những cái thông số. Các bạn nhìn vào cái phần viền của chúng ta này. Có vẻ như là chiếc máy này nó không thực sự phẳng khi chúng ta mở ra, mà các bạn sẽ cảm nhận được có cái gì đó hơi tam giác ở chỗ này. Cái này là cảm nhận của mình nhá, mình phải nhìn rất là kỹ rồi mình mới thấy được điều này. Không biết là các bạn nhìn video có thấy được không, nhưng mà khi các bạn trải nghiệm bạn sẽ thấy điều đó. Một điểm rất là đáng khen ở trên chiếc Z Flip đó chính là về công nghệ màn hình ở trên chiếc máy này. Nó đã được nâng cấp so với Fold, các bạn sẽ có màn hình là kính. Và ở giữa chúng ta vẫn có một cái nếp gấp, nhưng nếp gấp này khi mà mình nhìn thì có vẻ như nó không có cái độ ấn tượng như chiếc Fold nữa. Tức là đã được giảm đi một phần nào rồi. Làm sao để Samsung làm được màn hình đây là kính mà lại vẫn có thể gập được thì mình có tham khảo qua. Thì có một anh chia sẻ với mình, tức là Samsung sẽ làm trên là kính cứng này. Đây là kính cứng này. Và ở phần này thì sẽ gọi là kính nhưng mà được pha với lại nhựa gọi là kính dẻo của chúng ta đấy. Thì cái phần kính giữa này nó sẽ yếu hơn một chút so với phần kính hai bên. Chính vì vậy các bạn sẽ có một tấm kính mà có thể gập được ở giữa như thế này. Và ở trên chiếc Samsung Galaxy Z Flip sẽ có những chi tiết rất là quen thuộc giống như ở trên Fold. Đó chính là một cái viền nhựa để giữ xung quanh. Các bạn sẽ có hai cái chấu ở đây để chúng ta có thể giữ cái phần màn hình này lại, không làm cho nó bị bung ra hay là bị phần bụi đi vào. Về cái độ khít ở trên sản phẩm của Z Flip thì mình thấy rằng là nó khít hơn so với Fold. Ở Fold khi mà mình gấp vào thì cái phần hở này có vẻ như nó nhiều hơn, và đồng thời là vẫn có một cái gì đó ở cái màn hình này làm mình sợ rằng bụi sẽ bị chui vào. Nhưng mà trên Z Flip khi mà mình gấp vào thì mình cảm giác nó an toàn hơn. Và tiếp theo một cái điểm khá là hay Z Flip là có thể chia được màn hình khi gấp vào. Nên các bạn còn nhớ rất là nhiều người đề môi các bạn cái tính năng kiểu như là hộp phấn trang điểm này. Ví dụ như là vào phần chụp ảnh đi thì các bạn sẽ có ở đây, đó chính là cái phần màn hình trên để chúng ta có thể nhìn được, và phần màn hình dưới này nó được chia luôn làm một cái phần để hiển thị tác vụ. Và nó làm mình nhớ những chiếc máy chơi game mà cũng có hai màn hình trên dưới, thì màn hình trên để chơi game, màn hình dưới là một số tác vụ phụ. Nó rất là hay và rất là tiện. Bây giờ thì Fold vẫn chưa làm được cái điều này, và đây có thể gọi là một cái điểm nâng cấp nữa ở trên màn hình của chiếc Samsung Galaxy Z Flip. Tuy nhiên là với một số góc nhìn nhất định, khi các bạn mà để chiếc máy ở dạng vuông góc thế này thì các bạn sẽ cảm nhận được rằng là màn hình ở trên nó đang sáng hơn màn hình ở dưới, hoặc là màn hình ở dưới nó sáng hơn màn hình ở trên. Đấy, sẽ có những góc nhìn các bạn cảm nhận được điều đó. Sơ một chút về mặt thông số thì màn hình sẽ kích thước là 6,7 inch và độ phân giải của màn hình chỉ dừng lại là Full HD cộng. Nhưng mà mình sử dụng thì mình lại chưa cảm nhận được rằng là màn hình nó bị rỗ một chút nào cả. Có chăng là màn hình này nó hơi dài một chút khi bạn cầm trên tay. Đây, đó, mình cầm thì nó vẫn hơi dài so với bàn tay của mình. Và không biết rằng là liệu chị em phụ nữ là những người bàn tay nhỏ hơn thì chị em có thích một chiếc máy dài như thế này không? Đấy, chị em nào xem thì comment cho mình biết với nhá. Về mặt cấu hình của chiếc máy, các bạn sẽ được trang bị con chip đến từ Snapdragon, và cụ thể là 855 Plus, hiệu năng tuyệt vời luôn anh em. Như vậy các bạn sẽ không cần phải lo lắng đến cái việc là chúng ta hiệu năng chiếc máy này nó không được ngon bởi vì là chip Exynos. Có rất nhiều bạn bị bệnh sợ Exynos nhé, mặc dù mình nghĩ rằng Exynos chẳng có tội gì cả. Nó vẫn đáp ứng rất là ngon nhu cầu của anh em. Thế nhưng mà bởi vì nghe Exynos thì anh em vẫn có gì đó không thích. Đây, chiếc máy này là Snap. Còn về bộ nhớ RAM thì các bạn sẽ có 8GB RAM, bộ nhớ ROM là 256GB. Với những thông số này thì mình thấy rằng máy khá là đủ để sử dụng ở thời điểm bây giờ. Pin có lẽ là phần mà nhiều bạn phân vân ở trên chiếc máy này, bởi vì là máy màn hình 6,7 inch, thế nhưng được trang bị viên pin chỉ có 3300mAh mà thôi. Và đây, mình đã có dùng một thời gian với cái máy này thì mình các bạn xem mức sử dụng pin của mình này. Thì hiện tại hôm nay khi mà mình chơi Liên Quân là 43 phút thì mình chỉ bị tụt có 11,8%. Và nếu như mà theo dõi một cách chính xác của mình nhá, thì mình cho Liên Quân chạy trong vòng là 20 phút on screen thì mình đo được tụt 9% pin. Đấy, các bạn thấy cái mức tụt như vậy nó khá là bình thường ấy chứ, có phải là nhanh đâu. Nếu các bạn xem những cái video test game khác, bạn thấy rằng là Liên Quân ngốn pin khá là căng khi mà để max setting. Nhưng máy này mình cũng max setting và mình để như vậy thì mình tin rằng máy có thể trụ được các bạn trong khoảng tầm một ngày sử dụng. Nghĩa là các bạn dùng từ sáng này, hoặc là các bạn làm rất là nhiều, nên khi các bạn đi làm về thì bạn lại sạc chiếc máy này là được. Nhưng có cái điểm mình chưa ý ở trên chiếc máy này là máy chỉ được trang bị công nghệ sạc nhanh 15W chứ không phải là sạc nhanh 45W mới nhất mà Samsung có. Thế nhưng mà bù lại thì chiếc máy của chúng ta vẫn được trang bị sạc không dây, cũng như là có cả tính năng sạc ngược không dây nữa. Nhưng mà mình không biết là có ai dùng không, bởi vì là pin có 3300 mà chúng ta lại còn chia sẻ đi thì không biết là nó sẽ dùng được bao lâu.
Ok, đây là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Samsung Galaxy Z Flip trong quá trình sử dụng của mình. Vậy tổng kết lại có những điểm gì cần lưu ý? Thứ nhất là những cái nâng cấp về mặt màn hình ở trên chiếc Samsung Galaxy Z Flip làm chiếc máy này trở nên an toàn hơn, dễ dàng mua hơn. Mức giá của Z Flip cũng được hạ xuống làm các bạn có thể tiếp cận chiếc máy này dễ hơn là Samsung Galaxy Fold. Thứ ba là viên pin ở trên máy là 3.300, thế nhưng mình thấy rằng vẫn đủ cho một ngày làm việc của các bạn không cần phải quá lo lắng. Thứ tư là máy chỉ có công nghệ sạc nhanh 15W mà thôi, nên các bạn cũng sẽ cần lưu ý một chút về điểm này. Ok, vậy thì các bạn thấy sao về Samsung Galaxy Z Flip? Mời các bạn comment phần bình luận của video này cho mình cùng biết nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.